5,1 chứ 2 tao cầm lại là 5,1 đi. Ừ. Viết thì trả lời bậy bẹo quá. Sai. Thiệt luôn á. Không quá nhờ. 2,5 là chỉ 1 người to thôi. Chỉ có quá dòng thôi. Đâu có 6,3 đâu. Bên bên xe thì bên bên xe trả lời gì nè, sẽ khỏi học hành làm sao rồi đó, nó là giám hộ diện trưởng cái gì đó cũng được rồi, mà học kiểm tra
Bây giờ cái sự cụ thể đang là nó được kể là thì là
5% chia 0,2, 0,5% chia 0,2. Nhân 100 chia 0,2. Khi mà
chuẩn nghiệp máy cắt bờ thì nó cũng có đây, được chưa? Và máy cắt khi mà tuyên truyền từ sang bờ sang đó một phát mà có sự đổi biến thì cái thứ hai là phải cắt không dây để mình cắt được máy cắt này ra. Khi mà mình bỏ bao tay để mình đổi sự đổi biến thì mình sẽ cắt không đây, được chưa? Hoặc đủ bây giờ để đổi về năm tăng lên chúng ta phải tiến hơn chút để mình đưa cho cải tăng hai mươi hai mươi hai mà đủ cho cải từ đầu một tạo. Bây giờ tôi để mình có một sự xảy ra đây. Này các ai đâu này các? Các ra, khi nó từ đầu đổ tay nó ra bao lần đặc biệt. Bây giờ nó đổ tay, nó sẽ ra này, đổ tay thì là các ai được chưa? Khi mà mày các ra một cái lập tức nó sẽ cái này nó sẽ tiếp nó sót này nó sẽ lên, nó sẽ in vô lên, nó sót lên. Và khi mà có cái đổ tay các ai nó phá, và để sự bố, được chưa? Được chưa? Thì lập tức cái sót này nó sẽ chắc luôn là không lên. Tôi để mình dùng cho đây, đi sang chúng tôi dùng thang này một khi là khi mà anh cắt cái ra nhé, tôi để mình dùng một cái đường khoảng cấp 2 và cái đường khoảng cấp 2 và cái đường khi mà có sự cố này là mình cắt 3 ra luôn, thì trên đây không còn điền nữa. Tôi để mình dùng là sự cố mà ở cái thang này hả? Nếu mình đóng này sau đấy thì mày cắt này sẽ là mày cắt đóng trước. Cao mày cắt này cắt ra, mày cắt đóng này cắt ra rồi, khi đóng lại thì mày cắt này trước, mình đóng qua được sự cố này. Nếu không có cái thang này, khi mình đóng qua được sự cố này, thì vẫn bán được luôn thì bảo vệ này bảo vệ được. Thì chắc là Z2 đúng không? Nhưng mà mình như thế là mình không bỏ nó. Vì như thế là mình bỏ nó phải cắt chết thì mình sẽ off cái thang này lên. Khi đang có cái cấp Z của nó là xíu Z, nó đang Z2 này hả? Cái cấp này sẽ được tặng vào một cái không tướng. Ví dụ như thế không phải bỏ lớn, không chỉ được tặng vào một cái khi mà có cái quy mô của cái khi nó sót ở đây thì mình sẽ tặng vào một cái. Lập tức khi mà mình bỏ cái cắt này ra một cái, khi mà bảo vệ là một cái cắt này ra một cái, nó sẽ quy mô cái thang này lên. Khi mà mình bỏ vào một cái dẹp là đo được bao nhiêu hai cái, nó tức là các không nên luôn, tất cả những để không nên lên. Thì chúng ta chỉ cần là chúng ta sử dụng không còn là giúp cho việc bị cắt cái người này đường dây bị sự cố khi mà nó bao nhiêu chứ không làm cả bảo vệ công thương của con người hay công thương. Như này nếu mà như vậy thì lúc mà mình đóng lại á thì nó khi đường cắt rồi nó phải lập cái thang khó, thì khi mà đóng vô là khó đó là nó lại cho cái điều này không sót này rồi chúng ta cũng thay đổi, có nghĩa là mình đang bị giá trị của số phong thủy khai báo đó là số phong thủy tăng cái gì, mình bảo phải bảo là số phong thủy tăng lên hai và số phong thủy tăng lên 50 cấp 7 đấy, không cấp 7 đó thì lập tức thì cấp 7 sẽ biến thành không dây khi mà số phong thủy được chưa, là sử dụng bạn bảo tăng lên hai là bên này thì lên hai là không phải tăng dây đúng không, nhưng mà bạn đặt cái ISO sót này là không là lên hai là thì lập tức khi mà mình để sót ISO thì lên hai là nhưng bây giờ nó sẽ không đi rồi, đi mô cái loại chạm cả vỡ ra. Một cái này thì đến giờ là sổ không thông nhé. Bởi vì nó là chỉnh trình thì bao giờ đúng không? Thì mình không có gì tắt. Thank you.
sự cố đó, tức là phải có sự cố, tức là phân tích sự cố, tức là phân tích sự cố thì có yêu cầu nhưng mà để ngay sau bây giờ là phân tích sự cố này bản thân phải bàn đến cái cả để bàn để có khi một sự cố xảy ra thì phân tích được nguyên nhân sự cố là gì và đưa ra được các giải pháp khắc phục mưa, nhưng mà chỉ đơn giản là anh sự cố tất cả nào do rồi sau này nó vì sao sau này nó không tin được nó không do tuổi đấy là người làm chậm cái mong gì đến nào được cái đó được cái nào được cái này gọi là phân tích sự cố, thì phân tích sự cố thì cả phân tích sự cố là tính ra được cái này, cái này là phân tích cả cái sự kiện chắc sẽ có lại để tìm kiếm thực hiện được cái đấy thì nhiệm vụ rất là đơn giản là phù hợp với cung cấp cái điều đó cho những người có những cái sự cố những cái yêu cầu của đội ngũ nhân viên thì phân tích sự cố được được và xác định được nguyên nhân để giải quyết những cái yêu cầu đặt ra là được của các đơn vị hiện nay cũng là những người làm việc như vậy đó. Sáng 28 có một cái giờ ở Việt Nam mình phải đạt được mọi người nhanh không biết nổi và toàn phải thủ tục là ông đưa đồ được chứ không phải là cũng không phải là cái trở nên trẻ như cả nhưng mà tất cả khi mà Việt Nam mình bảo bây giờ là khi phải có gì nó bảo vệ mà họ đã kêu có kêu đi học trả lời đại có kêu gì mình nên mình không có đúng không tất cả mọi người chả có nên gặp mình cũng biết là mình làm thế nào để bố được con đất nghe để mà đi ra mình thật ra thì và cả thứ hai tôi muốn nói cái điều này là anh là mình đi ca từ ngày tổ chức đồ rồi thì luôn luôn đâu anh cả anh đi trước đây cho con rằng là làm như đồ thì có ba bốn năm đó mình làm tốt thì mình vừa sau được hoàn thành nhiệm vụ của mình nên làm sao cả điều gọi là đơn giản này tuy nhiên nhiều anh có một cái sai lầm một con người của mình khi mà bỏ sai lầm thì thường hay gặp biến và cả cái đi ca rất là nhiều người đã gặp và tôi đang phản đi rồi thì cắt cái phần quay được không quay được thì quay vào đúng người thì là cái đăng ký đăng ký
biết là chị đã quay trả rồi đâu. Nhưng mà nào chắc là quên, quên quay. Thế nên lúc mà bên anh ra thì nó là người dân thì mình chỉ được làm chặt nó khi thì cũng còn có một gì đó đâu. Thì nó mới sự cố, mới sự cố không ngờ một cái thì anh em quảng bảo thì người ta có những cái giáo bảo với anh đó là cũng một cái gì là bài trả cái này. Thì tôi rất là nặng. Mà cái bọn người là vì công việc hoặc là vì lý do cũng không phải là nếu mà thầy bắt đầu thì trên mình chỗ là thì để tôi là không nhận được bao nhiêu công việc không để công việc nhưng mà tôi nhận được rất là chỉ làm cái gì đó là từ đầu đến cuối cảm đã làm được vào cuộc họp của thầy thầy đến từ đến chính là điều tiết một đồng tiết họ gì cả em sẽ được tự là nhưng mà để nghe đây tôi giảm được rất là nhiều về thì việc là Bình bé hả? Mình không biết đánh giá ai cả. Thì không biết đánh giá ai cả. Thì không biết đánh giá ai cả. Thì không biết đánh giá ai cả.
đúng. Cái gọi là họ ai cũng có hỏi, nhưng họ sẽ trả tiếp, còn nếu họ ai cũng có hỏi thì mình cũng